Hi, xin chào các bạn, nuôi trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Minecraft công viên khủng long. Ok, thì tập hôm nay chúng ta sẽ tiến hành đi mày để mà kiếm thêm DNA của em Brachiosaurus nha các bạn. Đó, em khủng long cực kỳ nổi tiếng, cũng ngang ngửa với Triceratops của mình luôn. À, đó chính là em khủng long gọi là lớn nhất trong nhiều thập kỷ ở kỷ Jura. Nó ghê lắm các bạn ơi, cực kỳ khổng lồ luôn. Và bây giờ thì mình sẽ đi mai ở trên cái hang, ở trong cái hang này nha các bạn. Nãy giờ mình cũng đào được một mớ sắt và hóa thạch rồi. Mình dùng cái cây cúp, nó có paleontology. Cây cúp nó có enchant khảo cổ này, nó sẽ giúp mình có thêm được những cái cái đơn trình các bạn ơi. Quá đã luôn. Ôi ôi, đang đi mai gặp cái đơn trình và gặp thêm mấy người cổ đại ở đây luôn. Giết ngay. Thật ra đây là những người sói nha các bạn. Và buổi tối họ sẽ tự chuyển đổi cơ thể họ thành sói. Đơn trình thì đồ nó cũng không có ngon cho lắm ha. Đơn trình của nhện. Rồi chúng ta sẽ tiến hành dọn dẹp đồ cái đã. Mấy kia thì cái bắt của mình nó đang full rồi. Trời ơi, không biết để đâu nữa đây. Bên đây còn, may quá. Các bạn thấy không, hóa thạch nãy giờ mình đi mai đó rất là nhiều luôn. Trời ơi, nó gọi là sướng vải trưởng luôn. Trời ơi. Rồi ba lô này còn, ba lô này còn chỗ. Để vô đây liền. Rồi lấy thêm một mớ đồ nữa. Wow, có mấy cái đĩa nhạc của cái mod Fusion Archaeology nữa nè, quá xịn. Trên đây còn gì hết nữa không? Ok, không còn gì rồi. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi mai nha các bạn.
Cuối cùng thì cũng xong rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành, đó, coi xem, có rất là nhiều DNA luôn. Và chúng ta thấy được có thêm 3 con Brachiosaurus nữa nè. Đó, nãy giờ mình có dọn dẹp cái rương rồi, các bạn thấy không? Quá xịn luôn. Chúng ta đã có thêm mấy em Triceratops cũng như là Brachiosaurus. Quá xịn. Đây, rất là nhiều DNA luôn. Trời ơi, đúng là cái lần đi mai cực khổ. Đồ mình nó cũng hư gần sạch luôn kìa. Đây, DNA của Brachiosaurus chúng ta sẽ lấy luôn. Đó chính là có được 4 con. Bên đây mình sẽ lấy thêm mấy em Triceratops ra luôn nha các bạn. Đó, mấy em này tập trước mình có 2 con thôi. Rồi, bây giờ mình sẽ cho chúng nó vào cái Cultivate để tiến hành hồi sinh nha. Chúng ta sẽ tiến hành ghép nối DNA của chúng nó. Quá xịn. Đó, ở đây mình sẽ lấy một cái cây Paleoraptor ra nữa. Đây, Paleoraptor. Rồi, để mình xem thử giữa cái hóa thạch cây và hóa thạch khủng long nó có cái gì khác nhau các bạn. Ủa, hóa thạch cây nó chưa hiện ra nè. Ồ, nó hiện ra rồi. Đây là một cái cây các bạn ơi. Và một cái cây con. Và bên đây là một cái cá thể con. Các bạn thấy không, sự khác nhau giữa hai hóa thạch, hóa thạch cây và hóa thạch của động vật đó. Quá đã luôn. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành đi ra ngoài kia để mà xây thêm cái chuồng của con khủng long ăn cỏ cuối cùng của mình nha. Còn những con như là khủng long Gallimimus á, nếu các bạn biết thì nó cũng là một loài vừa ăn cỏ vừa ăn thịt luôn. Cái con này nó ăn tạp lắm. Nên mình sẽ không đưa vào cái danh sách. Stegosaurus nó đẻ nhiều quá vậy. Con này đẻ bạo quá. Rồi, giờ mình sẽ tiến hành xây chuồng các bạn ơi. Lại là cái công cuộc lắp đồ xây chuồng nữa thôi. Trời ơi. Ok. Rồi, mình sẽ lắp ở đây nha các bạn. Đây, ở đây chúng ta sẽ đặt một cái đặt mấy cái như thế này. Đó. Rồi. Đặt cái kiến đó để làm hiệu. Ok, tiếp tục kéo ra nha các bạn. Mình sẽ xây chuồng này với cái kích thước là 50x60 nha các bạn, cho nó rộng cho mấy em Brachiosaurus nó có thể thoải mái tung tăng chơi đùa với nhau nha. Ok. Rồi, kéo ra đây ngoài đây thôi.
Ok, trời ơi, đúng là một ngày quá là mệt mỏi luôn. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đi chế tạo một vài thứ nha các bạn. Wow, ở đây mình còn mấy block cát nè. Đầu tiên mình sẽ tìm công thức của feeder. Chúng ta sẽ tiến hành tạo 4 cái feeder nha. Cứ mỗi tập là mình cho 4 cái feeder rồi. Và không quên 4 cái nút nữa. Chúng ta sẽ không dùng mấy cái tấm iron plate, mấy cái tấm đạp bằng sắt như trong tập trước nữa. Tại vì mấy con khủng long nó có thể chui ra từ cái tấm đó các bạn ơi. Trời ơi, đúng chán luôn. Ok, 4 cái xô. Rồi, chúng ta sẽ xem tạo thêm 1-2 cái cửa. Quá đủ rồi. Còn gì nữa không ta? À, còn cái kiến. Mình không có kiến ở đây. Chúng ta phải qua bên mấy cái lò để mà lấy kiến thôi. Nãy giờ mình có cho nung cát rất là nhiều luôn. Trời ơi, nó tốn rất là nhiều sản sắt của mình. Mình lại không dám dùng cái sạn diamond tại vì nó còn gãy. Nó gần hư rồi. Trời ơi, đúng là khổ quá mà. Chúng ta sẽ tiến hành 4 cái cho nó chế tạo luôn nha các bạn. Và bang, 4 cái feeder đã được ra lò rồi. Ok. Mình sẽ tiến hành dọn dẹp một mớ đồ cái đã. Đồ đạc quá nhiều luôn rồi. Ở đây có kiến rất là nhiều nè. Và có sẵn mấy cái nước cốt gà luôn. À, mấy cái xô gà nướng chứ. Từ mấy cái xô này mình có thể sử dụng nó để mà làm nước cốt gà. Quá xịn luôn. Như là thuốc tăng trưởng cho khủng long đó các bạn. Nước cốt gà đây rồi. Rồi để mình cất hết. À, mình nên chia xô nó trước không ta? Rồi, mình lấy thêm. Lấy thêm một mớ đồ ra nữa. Cũng như là nước cốt gà nè. Chúng ta sẽ tiến hành tạo thêm mấy cái Ascent of Chicken luôn. Ok, lấy đồ ra nào. Qua bên mấy cái rương này mình sẽ kiếm thêm một vài cái bottle nha các bạn. Không biết mình có để bottle trong đây hay không. Chúng ta sẽ lục lại từ từ. Có bottle ngay liền. Bên đây có bottle hay không? Trời ơi, có bottle ở đây luôn không? Wow. Trời ơi, hình như là mình hết để bottle ở đây rồi. Đây, rồi, ok. Bây giờ sẽ tiến hành tạo mấy cái. Để mình cất kiến vô cái đã các bạn. Chia sổ nó trước đã, chia sổ thành reinforced glass. Chúng ta sẽ chia sổ nó nhiều quá chừng luôn. Xây cái chuồng cho con Brachiosaurus này nó tốn mình rất là nhiều kiến. Tại vì cái con này nó cao, khá là cao. Tầm 12 hay 15 lóc gì đó mình cũng không nhớ rõ nữa. Bây giờ mình lo đi đi đào cát nè, cũng như là đi đào hóa thạch đó. Rất là cực khổ luôn. Cất mấy cái kiến này vô. Kiến rất là nhiều luôn. Chúng ta sẽ lấy thêm ra mấy cái kiến mới nha các bạn. Cất thêm mấy reinforced glass vô. Bây giờ thời gian cho mấy cái glass thường chúng ta sẽ lấy ra và tiến hành chia sổ nó. Để mà đủ rồi tí nữa còn xây nữa chứ. Rồi, hết rồi. Bây giờ thì chia sổ nó thôi. Biến đổi thành reinforced glass. Quá xịn. Đó, rất là nhiều kiến luôn các bạn. Wow, còn gì băng nữa. À mà video này nó hơi dài một xíu, có gì các bạn thông cảm nha.
Và nếu ủng hộ mình làm tiếp bạn đừng quên like, share, subscribe cho kênh và nhớ chia sẻ để cho mọi người biết thêm về kênh của mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Ở đây mình sẽ tiến hành cất phiến vô cái đã. Ây da, sao vứt ra luôn vậy? Ây da, lại vứt ra nữa. Đánh mến, nó bị kẹt nút à. Nữa. Ừ. Đó. Vậy nó mới chịu. Trời ơi, khó khăn quá vậy. Bây giờ là thời điểm chúng ta sẽ tiến hành chế tạo thêm một mớ cái nước cốt gà nha các bạn. Essence of Chicken. Đây, mình sẽ để công thức như thế này. Nó rất là đơn giản luôn. Đó, công thức 8 cái bottle quay quanh một cái xô gà đã được nấu chín. Hoặc là gọi là xô gà đã được chưng cất đó các bạn. Xịn nha. Đó, các bạn thấy không? Mình đã có thêm một đống Essence of Chicken rồi. Ở đây mình sẽ tiếp tục chế tạo thêm một mớ nữa. Vì nó quá nhiều đi. Quá xịn luôn. Đây, chúng ta sẽ tiến hành mình có nên cho nấu thêm mấy cái xô gà không ta? Gà ở đâu? Đây, gà ở đây. Chúng ta sẽ cho nấu thêm mấy cái xô gà đi, cho nó xịn. Mấy cái này thì nấu rất là nhanh thôi, nên không có gì phải lo ngại cả. Nấu xô gà lên, cho nấu lên và chúng ta lại tiếp tục chế tạo thêm mấy cái sandwich chicken tiếp nha. Đó. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành xây thêm cái chuồng này nha. Nãy giờ nó bị thiếu nguyên vật liệu.
Cuối cùng thì cũng xong các bạn ơi. Ở đây mấy cái Chivat này nó bị hư hỏng. Còn zombie này kêu sùm ở đây hết vậy. Chivat nãy giờ nó bị hỏng các bạn ơi. Ôi ôi, đáng sợ thì trời, nó cũng mưa luôn nè. Chúng ta sẽ tiến hành đặt cái cuối cùng vào đây. Nãy giờ mình lo xây chuồng thôi, không có nhìn. Trời ơi, nó bị hỏng hồi nào không hay luôn. Đây, cho nó vào, tiếp tục hồi sinh cho chúng nó thôi. À, mấy cái xô rồi. Chúng ta sẽ ra em bò thần này.
Để mình lấy thêm. Ok, và Brachiosaurus nó đang bắt đầu biến đổi rồi. Cố lên, tạo thành cái trứng đi. Cố lên, cố lên. Cuối cùng thì chúng ta cũng đã có được cái trứng cuối cùng của em Brachiosaurus rồi các bạn ơi. Rất là nhiều luôn, 4 con và hai em Triceratops nữa. Còn bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đi ra ngoài này và hồi sinh chúng nó thôi. Cái chuồng cũng đã được làm xong rồi đó. Kinh khủng quá nha. Ở đây mình sẽ đặt luôn mấy cái đó, mấy cái trứng ở chỗ này. Và bây giờ sẽ là công việc đặt feeder và cho đồ ăn vào feeder nha các bạn. Đặt feeder và cho đồ ăn vào feeder thôi. Nó lại xịn lắm luôn. Ok. Mình sẽ sắp xếp đồ ăn để cho nó hợp lý một xíu. Lỡ tụi nó không sợ feeder thì mình còn có cái mà để cho tụi nó ăn, cho không là tụi nó bị bạo luôn đó các bạn. Bọn này mà nó ăn chắc cũng phải sập nhà luôn á. Kinh khủng thiệt. Em heo rừng này tiện tấn công mình vậy, kỳ quá nha. Ok, đặt feeder bên đây nữa nha các bạn. Tiếp tục đặt feeder. Phía bên này chúng ta lại tiếp tục luôn. Rồi, ngon, nó lại ngon luôn. Giờ mình sẽ tiếp tục cho đồ ăn vào những cái feeder nữa. Trong khi đó mình sẽ coi thử. Nó cũng được gần một nửa quá trình rồi đó. Cho đồ ăn vào tiếp nha các bạn. Brachiosaurus, những con khổng lồ sắp sửa được xuất hiện rồi đó. Nó quá xịn luôn. Trời ơi. Thôi, trước tiên chúng ta sẽ cho đồ ăn vào trong đây trước đã. Khá là buồn khi bọn khủng long này nó không xài feeder. Không phải là vì cái lý do nó không với đầu tới các bạn ơi, mà là nó không thích xài thôi, nó thích ăn cây ăn cỏ thôi. Định mệnh á. Để mình trồng cái cây cuối cùng ở chỗ này đi nha. Đó, các bạn thấy không? Chúng ta chừa một cái lượng diện tích mặt đất rộng để cho chúng nó đi cho khỏe. Và chắc tập kế tiếp chúng ta sẽ tiến hành mở rộng cái chuồng thôi. Và đập hết tất cả các reinforced glass này ra. Nghe có vẻ hơi bị mỏi tay. Nhưng mà chắc mình sẽ có cách. Đó chính là chúng ta sẽ chisel nó ra lại nha các bạn. Nhưng mà phải nhanh chóng chisel thì nó mới được. Cái chisel chúng ta có thể bấm vào luôn, bấm chuột trái vào những cái block này để mà biến nó thành những cái kiến bình thường. Nhưng mà phải nhanh chóng đập ra chứ không mấy bọn kia nó phá nhà hết. Có vẻ là một công việc khá là mệt đây. Ok, tất cả cái trứng này bắt đầu rung lắc rồi nè. Ngon. Rung lắc đi. Em đầu tiên đã xuất hiện. Em thứ hai. Em thứ ba đâu rồi? Em thứ ba và em cuối cùng cũng đã xuất hiện luôn. Tụi nó đang bào cỏ rất là bạo luôn. Mình sẽ xem giới tính của nó trước nha các bạn. Trước tiên là mình sẽ cho nó như thế này. Ok, xem giới tính. Con này là female, đã có một con cái xuất hiện rồi. Chúng ta sẽ xem ba con còn lại. Con này là male, con đực. Nói chung là có thể duy trì nòi giống rồi. Hai con đực, một con cái. Và ba con đực, một con cái. Trời ơi, nó lại xịn lắm luôn. Ok, ở đây mình sẽ tiến hành cho chúng nó ăn nước cốt gà. Các bạn thấy không, kích thước của nó rất là bự luôn. Thì mấy em Gragio xó rột này, nếu nó là loài máu nóng thì nó cần 10 năm để mà đạt được cái kích cỡ cao nhất. Còn nếu nó là loài máu lạnh thì nó sẽ cần đến 100 năm để mà đạt cái kích cỡ cao nhất đó các bạn. Máu nóng thì nó sẽ cần năng lượng, và năng lượng thì nó sẽ cần ăn thì nó sẽ lên kích cỡ. Còn máu lạnh thì nó sẽ không cần ăn đâu, nó sẽ cần ít thức ăn hơn, hoặc là ít năng lượng hơn đó. Rồi, em đầu tiên nó đã đạt kích cỡ các bạn thấy không, rất là cao luôn, cao sấp xỉ cái chuồng của mình luôn đó. May cái chuồng của mình xây 15 block đó các bạn, rất là kinh khủng luôn. Bây giờ là tới em này, mình để mình kiếm em female đã. Đó, đây female đây, cứ cho một con đực một con cái lên trước đã, còn mấy con nhỏ nhỏ từ từ thôi. Đó, các bạn thấy không, nó ăn cực kỳ bạo luôn, không có gì để diễn tả được cái sự ăn của nó. Trời ơi, ăn như thế này là chết tôi luôn á. Ôi, đây mình sẽ lấy thêm thức ăn, các bạn thấy không? May là mình có chuẩn bị sẵn thức ăn, chứ không là chúng ta sẽ thiệt thòi lắm đó.
dù đã thu hoạch rất là nhiều luôn, nhưng mà mình nghĩ là cái nguồn cung thức ăn nó sẽ khá là thiếu cho mấy con này. Chắc chúng ta phải sử dụng bột xương để mà lấy thôi các bạn ơi. À mình còn bột xương rất là nhiều mà. Trong khi phân tách hóa thạch đó, phân tách mấy cái hóa thạch để mà kiểm tra nó có ADN ở trong không. Ồ, thế là chúng ta đã có thêm rất là nhiều bột xương luôn. Quá xinh. Rồi. Đó. Ăn như cái máy vậy. Ôi ôi, cái thước bự quá vậy. Và để mình cho nó lên maximum luôn nha. Ồ, chưa vắt, vẫn chưa maximum. Trời, vẫn hết đồ ăn luôn. Rồi, lên max đi con. Ồ, rồi maximum rồi các bạn ơi. Wow, kinh khủng. Thế là chúng ta đã có 3 con Brachiosaurus. Cực kỳ bự luôn rồi. Ồ, trời ơi, nó quá xịn luôn. Ây da, còn cái con nhỏ nhỏ ở đâu rồi? Còn một con nữa, nó đi đâu rồi? Sao mà chạy mất tiêu vậy? Đây, mày trốn ở đây hả mày? Ờ, các bạn thấy không? Nó chủ động nó đi tìm cỏ nó ăn. Nói chung là cũng khá tốt. Nó lại xịn lắm luôn. Thôi ôi, xịn quá hen. Cho mày lên kích thước nữa nè con. Để chúng ta xem thử cái số tuổi của nó là bao nhiêu. Thật sự nó có lớn hơn 12 không? Ồ, 12 đang là con số max là của mấy con khủng long của mình rồi. Rồi, nó đã full hết rồi. Quá xịn trò. Ok, bạn thấy không? 4 con quá bự luôn. Và tụi này sao nó tập trung đây vậy? À, và Brachiosaurus nó là loài sống theo bầy đàn nha các bạn. Đó, nó quá xịn luôn. Trời ơi, khủng bố các bạn không? Mình đứng chưa tới cái chân của nó nữa. Kinh khủng thiệt. Ok, và bây giờ mình sẽ đưa cho các bạn một vài cái thông tin về Brachiosaurus nha. Đây cũng là một loài khủng long khá là nổi tiếng, nên thông tin của nó được các nhà khoa học công bố rất là nhiều luôn nha. Ok.
Trời ơi, mình vừa hồi sinh mấy anh Triceratops xong rồi. Và cuối cùng cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Ngày hôm nay mình đã hồi sinh được 4 em khủng long khổng lồ nhất của kỷ Sura, đó chính là Brachiosaurus. Nếu thấy hay các bạn đừng quên bỏ lại một like, subscribe cho kênh Fury Gaming và nhớ ấn chia sẻ cũng như là comment ý kiến của bạn ở dưới phần bình luận nha. Quên. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.